Top 3 loài động vật dễ thương nhất trái đất. Top 1, mèo Ba Tư. Đứng ở vị trí dẫn đầu trong các loài vật dễ thương nhất thế giới là mèo Ba Tư. Dù vậy, hầu hết các loài mèo trên trái đất đều rất dễ thương. Nếu bạn là một người yêu động vật, bạn chắc đang có một chú mèo hay chú chó trong nhà hay đang bên cạnh mình lúc này. Nếu bạn đang không sở hữu một chú mèo Ba Tư thì cũng đừng buồn. Sở dĩ mèo Ba Tư được chọn bởi vì loài vật bé nhỏ này có chút gì đó trông dễ thương hơn các loài mèo khác. Top 2, thỏ. Thỏ là loài động vật có vú ăn cỏ nhỏ bé và dễ thương. Chúng cũng là loài thú cưng phổ biến nhất trên trái đất. Thỏ có rất nhiều màu sắc và giống loài, cũng như mèo và chó, chúng rất thân thiện. Trong một số gia đình, thỏ có thể nảy sinh sự đồng cảm với mèo và chó. Dù bị nhốt trong những cái chuồng nhỏ hẹp nhưng thỏ cũng được huấn luyện để trở thành vật nuôi tự do như chó và mèo. Top 3: Gấu trúc đỏ. Gấu trúc đỏ là động vật có vú có nguồn gốc ở dãy Himalaya phía đông và tây nam Trung Quốc gấu trúc đỏ có bộ lông màu nâu đỏ đuôi dài xù xì và dáng đi núng nính bởi hai chân phía trước ngắn hơn và chúng chỉ to hơn loài mèo một chút gấu trúc đỏ hiện đang là loài vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng do mất môi trường sống nạn săn bắn